Bạn đang nghe podcast của Trạm Đọc, nơi dừng chân của những người yêu sách. Ngôn ngữ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nhờ ngôn ngữ, con người hiểu nhau hơn và cùng nhau phát triển trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tình yêu cũng có ngôn ngữ riêng của chúng. Hiểu và cảm thông là yếu tố cần và đủ để một tình yêu lớn dần, gắn kết bền chặt. Hãy cùng Trạm nghiền ngẫm tìm hiểu những cách để chúng ta có thể bộc lộ cảm xúc, giúp bạn dễ dàng chinh phục con đường tình yêu nhé. Trong ngôn ngữ học, một ngôn ngữ có thể có nhiều biến thể hoặc phương ngữ. Cũng như vậy, năm ngôn ngữ tình yêu có nhiều hình thái biểu đạt khác nhau. Điều quan trọng là phải nói đúng thứ ngôn ngữ tình yêu của người thân bạn. Dưới đây là mô tả ngắn gọn ý nghĩa của năm ngôn ngữ tình yêu dựa vào lý thuyết Chapman. Lời nói yêu thương, bày tỏ yêu thương qua sự trìu mến, ngợi ca hoặc niềm trân trọng được thể hiện ra thành lời. Hành động giúp đỡ, dùng những hành động hơn là lời nói để biểu lộ và tiếp nhận tình yêu. Những món quà, quà tặng là biểu tượng của tình yêu và sự mến mộ. Thời gian chia sẻ, thể hiện tình yêu với sự toàn tâm toàn ý, trọn vẹn và không sao lãng. Tiếp xúc cơ thể, có thể là sex, cũng có thể chỉ là cầm tay. Người nói thứ ngôn ngữ tình yêu này cảm nhận sự âu yếm thông qua những tiếp xúc cơ thể. Bạn có đang tự hỏi liệu mình có khả năng về ngôn ngữ tình yêu trong số kể trên? Hay bạn tự tin rằng mình thiên về tất cả năm ngôn ngữ ấy? Đa phần chúng ta thường có một hoặc hai ngôn ngữ nổi trội hơn so với số còn lại và không ai giống ai cả. Thực chất không có nghiên cứu khoa học nào là cơ sở cho lý thuyết của Chapman. Nó chỉ hợp lý bởi nó phù hợp với trải nghiệm của mỗi người. Chúng ta đương nhiên thể hiện tình yêu bằng những cách khác nhau. Những ngôn ngữ này đơn giản chỉ gọi tên chúng cụ thể để bạn trở nên thấu hiểu hơn với mọi người. Khi bạn biết được người thân của mình có và không để tâm đến những điều gì, bạn sẽ thực sự mở mang tầm mắt. Chẳng hạn như bạn luôn dùng cách trao tặng nhiều món quà nhỏ ý nghĩa để thể hiện sự quan tâm. Bạn bỏ rất nhiều tâm ý vào những món quà, muốn tạo ra sự bất ngờ cho anh ấy. Bạn sẽ thật bực bội khi anh ấy chỉ nhận lấy và nói: "Ôi tuyệt, cảm ơn em," rồi bỏ nó sang một bên. Đó chắc chắn không phải là điều bạn chờ đợi. Thông qua việc tặng anh ấy một món quà, tôi đang nói em thực sự quan tâm đến anh. Và "Ôi tuyệt, cảm ơn em" không phải là một câu trả lời thỏa đáng. Đừng vội trách anh ấy, hãy nhìn lại vấn đề và bạn sẽ nhận ra quà tặng không phải là ngôn ngữ tình yêu của anh ấy. Mọi thứ dường như sáng tỏ và bạn học cách thể hiện sự quan tâm theo đúng cách mà anh ấy muốn tiếp nhận. Ngược lại, khi bạn tặng quà, anh ấy giờ đã hiểu đó là cách của bạn để nói lời yêu. Quà tặng trở nên ý nghĩa với anh ấy hơn rất nhiều. Vậy là cuộc sống của bạn sẽ dễ thở hơn và không còn bực dọc vì những lý do nhỏ nhặt nữa. Mỗi người là một cá thể riêng biệt nên mỗi người sẽ có ngôn ngữ tình yêu khác nhau. Bạn có thể truy cập vào trang web 5lovelanguages.com để trả lời 30 câu hỏi và tìm ra ngôn ngữ tình yêu phù hợp nhất với mình nhé. Việc này thật hữu ích bởi nếu bạn biết rằng mình sử dụng một vài ngôn ngữ tình yêu, bảng hỏi sẽ giúp tìm ra một ngôn ngữ nổi bật nhất. Có thể bạn cảm thấy hơi ngớ ngẩn, nhưng hãy nghiêm chỉnh hoàn thành bảng hỏi, kết quả sẽ cho thấy xếp hạng mức độ của từng loại ngôn ngữ. Vậy ngôn ngữ tình yêu liệu có ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn như thế nào? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đây là câu nói rất quen thuộc của người Việt Nam. Điều này hoàn toàn đúng. Khi bạn hiểu được điều gì khiến người thân của bạn quan tâm và điều gì không, bạn sẽ cải thiện được khả năng thấu cảm. Những lý lẽ bạn dùng để tranh cãi với họ sẽ khôn ngoan hơn. Một khi bạn hiểu được tại sao mình đang tranh cãi, bạn đã ở trong một vị thế thuận lợi hơn để đi đến hồi giải quyết. Hơn cả việc hạn chế tranh cãi hay chí ít là tranh cãi có hiệu quả hơn, những ngôn ngữ tình yêu còn mang đến ý niệm duy trì hiệu quả mối quan hệ. Ví dụ, bạn biết rằng hai chúng tôi cảm nhận tình yêu qua việc dành thời gian bên nhau. Vậy nên bạn hiểu được tầm quan trọng của việc sắp xếp thời gian để củng cố mối quan hệ. Nếu chúng tôi yêu xa, chúng tôi sẽ cảm thấy cực kỳ khó khăn. Nó đòi hỏi ở chúng tôi nỗ lực lớn hơn nhiều so với những người không nói thứ ngôn ngữ tình yêu, thời gian chia sẻ.
Khi bạn đã ở lâu trong một mối quan hệ, thật dễ dàng để cảm thấy yên phận và mặc cho mọi thứ trở nên nhạt nhẽo. Nhưng khi bạn hiểu được ngôn ngữ tình yêu của đối phương, việc hâm nóng tình cảm trở nên đơn giản. Đó như là mật mã riêng của mối quan hệ vậy. Một điều thú vị đó là bạn hoàn toàn có thể áp dụng ngôn ngữ tình yêu cho những mối quan hệ khác, như giữa người thân trong gia đình hay trong môi trường công sở. Thật hữu ích khi hiểu được ngôn ngữ nào quan trọng với ai. Tôi có ví dụ như sau để bạn hiểu rõ hơn về việc áp dụng thứ ngôn ngữ tình yêu này cho các thành viên trong gia đình nhé. Tôi từng rất giận anh trai mình vì đã quá lơ là việc giữ liên lạc. Anh ấy hiếm khi gọi điện, điều đó khiến tôi rất buồn. Sau đó, chúng tôi có dịp hội tụ bên gia đình, chia sẻ với nhau những câu chuyện dài và ý nghĩa. Mọi thứ trở nên thật tuyệt. Anh ấy nói tôi quan trọng với anh ấy nhường nào và tôi cảm thấy được an ủi. Thế nhưng rồi anh ấy trở lại với thói quen sao nhãng liên lạc của mình và tôi lại cảm thấy tổn thương. Sau một thời gian tôi mới hiểu được ngôn ngữ tình yêu của anh ấy là 100% lời nói yêu thương và 0% thời gian hay hành động giúp đỡ. Thật khác với tôi, nhưng đó chính là con người anh ấy, là cách anh ấy biểu hiện hay không thích biểu hiện yêu thương của mình. Hiểu được điều đó, tôi không buồn khi anh ấy ít gọi điện nữa. Thậm chí vấn đề là chuyển hướng. Gần đây, anh ấy kêu ca rằng chúng tôi luôn muốn gặp anh ấy trên điện thoại và anh ấy chẳng hiểu tại sao. Anh ghét nói chuyện điện thoại. Anh ấy bảo nên anh không làm. Anh không biết vì sao việc đó lại khiến cho mọi người buồn được. Tôi đùa, bởi vì khi anh không giữ liên lạc, mọi người nghĩ rằng anh không còn yêu gia đình nữa. Ôi trời, anh ấy cười phá lên. Và kể từ đó, anh ấy mở lòng hơn với mọi người. Hãy chú ý rằng ngôn ngữ tình yêu của bạn với những người khác nhau có thể là khác nhau. Anh trai tôi khi trải qua một mối quan hệ lãng mạn có thể nói một ngôn ngữ tình yêu khác so với khi ở bên gia đình. Ngôn ngữ tình yêu cũng có ích trong môi trường doanh nghiệp. Chiến lược viên kinh doanh Mary Folio nói rằng ý tưởng này là vũ khí bí mật của cô để có thể duy trì một nhóm làm việc hạnh phúc. Là một lãnh đạo, cô ấy tìm hiểu mỗi người trong đội mong được đánh giá cao theo cách nào và thúc đẩy họ theo cách đó. Bạn cũng có thể tự suy ra một cách dễ dàng bằng một hoạt động đơn giản là quan sát hành vi và phản ứng của mọi người nơi công sở. Dĩ nhiên là những ngôn ngữ tình yêu không thể chữa lành mọi thứ, nhưng vấn đề tài chính chẳng hạn. Nhưng đây chắc chắn là một cách tuyệt vời để bạn bớt căng thẳng, cho mình thêm cơ hội để hiểu chính mình và mọi người xung quanh. Từ đó, giảm thiểu các xung đột không đáng có trong cuộc sống hàng ngày. Hãy truy cập vào trang web www.fivelovelanguages.com để tìm ra ngôn ngữ tình yêu của mình là gì nhé. Chia sẻ với Trạm Nghiền Ngẫm về ngôn ngữ tình yêu của bạn bằng cách comment bên dưới. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel của Trạm. Xin chào và hẹn gặp lại.